Quốc lộ một ngập lớn, nước chảy xiết suýt cuốn trôi xe máy. Tối ngày 1 tháng 7, cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ gây ngập sâu ở một số tuyến đường tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, cơn mưa lớn đổ ập xuống nhiều khu vực ở thành phố Biên Hòa khiến một số tuyến đường ngập cục bộ. Trong đó, tuyến huyết mạch quốc lộ một đoạn qua phường Tân Hòa, Tân Biên, chìm trong biển nước. Tại đoạn gần bệnh viện Thánh Tâm, nước ngập sâu và chảy xiết khiến nhiều người đi đường không thể di chuyển, phải đi lên lề đường đợi nước rút. Số xe bị chết máy la liệt giữa đường, một vài người điều khiển xe máy cố chạy theo dòng nước suýt bị cuốn trôi. Ngoài ra, tại khu vực công viên ngày 30 tháng 4, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, nước ngập sâu 20-30cm khiến hàng loạt xe từ đường Nguyễn Ái Quốc qua đây bị ùn tắc. Còn đường Hoàng Văn Bổn, lượng nước đổ dồn về đây khá mạnh, chảy xiết khiến nhiều người phải dừng chờ nước rút mới dám qua. Chưa hết, cũng trong chiều ngày 1 tháng 7, mưa lớn đã xảy ra ở một số huyện Long Thành, Nhân Trạch, thành phố Biên Hòa, gây ngập nặng tại một số nơi. Tại huyện Nhân Trạch, cơn mưa lớn đã nhấn chìm khu Lò Rèn, xã Long Thọ. Nơi đây cũng là rốn ngập của huyện mỗi khi có cơn mưa. Một số nơi nước chảy như thác đổ, nước ngập cao đến yên xe, khiến cho việc đi lại người dân gặp khó khăn, xe chết máy khiến người dân phải giắt bộ. Đến khoảng 21 giờ 45 phút, nước rút, giao thông trên quốc lộ 1 trở lại bình thường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, những ngày qua mây dông phát triển gây mưa lớn trên địa bàn. Các nơi mưa to đến rất to như Biên Hòa 47mm, Long Thành 56mm, Phú Thạnh, Nhân Trạch 79mm, Trảng Bom 40mm, Cẩm Mỹ 33mm, Định Quán 24mm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.